tầng 35, sân vườn, ông chú ở penthouse. Cạn ly vì sự vinh quang của Hera. Cung điện Hera của chúng tôi là nó không phải ai cũng tới được đâu. Nhất định sẽ cho con sống ở đây, dù cho mẹ phải bán một nửa trái tim của mình đi chăng nữa. Không thấy tội lỗi hay sao? Em và cô ta, một trong hai người phải chết. Tôi sẽ phải tham vọng nhiều hơn nữa. Căn hộ tầng 85 cô sống, những thứ mà cô đang có, và cả những thứ cô đã cướp của tôi. Đồ ăn cướp. Cuộc chiến thượng lưu phần 1, 21 giờ tối nay trên kênh HTV2 V Channel.